Chúng ta hãy học tánh kiên nhẫn. Muốn đạt được trạng thái vui sướng rất dễ. Nếu chúng ta muốn được an bình thì hãy tìm kiếm ở bên trong chứ không phải bên ngoài. Chúng ta đều biết từ xưa đến nay, những người có nhiều tiền của, thế lực, tâm của họ không hẳn luôn luôn được bình yên. Trong khi những người xuất gia, những người được gọi là đạo gia, hoặc những người tu hành, đôi khi họ ẩn cư ở trên núi, mặc quần áo rách rưới, sống trong những túp lều tranh, nhưng họ lại vô cùng vui sướng. Cho nên hạnh phúc hay không, không phải dựa vào bề ngoài. Chúng ta đều là tù nhân, không nhiều thì ít. Có người bị nhốt trong căn nhà, có người bị giam hãm bởi đầu óc. Chỉ khác nhau có vậy. Bị nhốt trong căn nhà là giản dị nhất, có nhiều hy vọng nhất. Bị nhốt trong tâm mới khó thoát ra được. Ví dụ chúng ta vi phạm điều gì, rồi bị tù một thời gian, khi hết hạn chúng ta lại được tự do. Nhưng nếu chúng ta bị nhốt trong tham sân si, vô minh hoặc là dục vọng thì rất khó, không biết bao giờ mới được giải thoát, hay sẽ không được giải thoát, không ai biết được. Có thể chết đi cũng chưa giải thoát. Chúng ta cần thay đổi quan niệm của mình, không phải thay đổi ngoại cảnh. Nếu như hoàn cảnh chúng ta đã như thế đó, chúng ta nên sống một cách vui vẻ. Khi thời gian đến, mọi việc sẽ thay đổi. Cũng giống như mùa đông, sau 3 tháng là hết, mùa xuân và mùa hạ cũng như thế. Không có thứ gì cứ như vậy mãi mãi. Ngay cả tâm tình của chúng ta cũng thay đổi hàng ngày. Lúc rất vui vẻ, lúc thì lại u sầu, hoặc nửa vui, nửa buồn. Lúc thì giận dữ, nhưng lúc thì bình yên, vân vân. Cho nên chúng ta cần phải học kiên nhẫn. Khi thời gian đến, hoàn cảnh sẽ tự thay đổi. Ngay cả thời đại huy hoàng nhất cũng sẽ bị hủy hoại khi thời gian đến. Những hoàn cảnh gian khổ nhất cũng sẽ đổi thay. Cho nên hãy hướng vào bên trong và tìm niềm vui nội tại. Và rồi quý vị sẽ không sao cả. Chúng ta thật sự không cần gì nhiều. Quý vị cần gì? Một vài bộ quần áo, vậy là đủ. Một hay hai bữa ăn, một ít súp. Như vậy quý vị có ở đây, chỉ bấy nhiêu thôi. Và một mái che trên đầu nếu có. Nếu không quý vị có lều, mọi thứ đều rất đơn giản ngày nay. Trong nhà tôi dĩ nhiên, mỗi nhà có đặt sẵn một lò nướng lớn với rất nhiều thứ như vậy. Nhưng tôi chỉ thỉnh thoảng dùng nó để nấu cho truyền hình vô thượng sư, vì nó đã có sẵn ở đó rồi. Bây giờ tôi có thể đơn giản hóa đời sống, hay bất cứ khi nào tôi không cần các thứ này, tôi chỉ mua lò nhỏ, thứ có một hay hai đĩa nấu, chỉ cần vậy thôi. Nhà bếp của tôi nhỏ cỡ này, có mọi thứ bên trong, vì mọi thứ rất nhỏ. Và thay vì tủ bếp này kia, tôi chỉ mua mấy cái thùng đựng đồ này. Rất dễ thấy đồ vật bên trong. Tôi cũng dùng mấy thùng này để đặt các thứ lên và để các thứ vào đó. Vì vậy dù chỗ nhỏ nhưng có rất nhiều đồ. Ý tôi là không nhiều lắm, nhưng đủ cho tôi. Chỉ một lò nấu nhỏ, tôi đặt lò lên bên trên máy giặt. Không phải trực tiếp trên máy giặt, nhưng có miếng gỗ nhỏ gắn sẵn trên đó rồi. Không thể tiếp xúc trực tiếp với máy giặt. Bằng không, khi tôi nấu, súp sẽ tràn đầy khắp nơi, chỉ tiếp xúc với máy giặt bấy nhiêu thôi. Bên dưới là máy giặt, ở trên là nấu ăn, và một cái kệ nhỏ khác để đặt các thứ. Rồi tôi đóng vài cây đinh trên tường để treo một cái nồi, một cái chảo, vậy thôi. Tôi chỉ cần bấy nhiêu. Một nồi, một chảo, đó là những gì mình cần. Tôi ít khi dùng chảo, chỉ đôi khi tôi dùng chảo để nướng. Đôi lúc nếu bao tử không khỏe, tôi cần nướng. Mà cũng chẳng cần máy nướng, mình nướng trực tiếp trên chảo. Quý vị cứ xoay trở nhanh để không bị cháy. Đó là bánh mì nướng. Có rất nhiều vật dụng thật phiền phức. Cho dù cần lò nướng, quý vị mua loại nhỏ, rất nhỏ, đủ để nấu cho cả gia đình. Ở Hồng Kông, tôi nướng hàng trăm cái bánh cho đồng tu Hồng Kông với mấy lò nướng nhỏ như vậy thôi. Ý tôi là dù sao quý vị cũng không thể làm nhanh kịp. Nếu muốn làm bánh, quý vị cũng phải nhồi bột và nắn thành hình.
Trong khi hai khay bánh đang nướng ở trong lò nhỏ, quý vị làm bánh mới. Và khi bánh nướng xong, quý vị mang bánh ra ngoài để cho nguội. Rồi quý vị để bánh mới lên hai khay và để khay bánh vào lò. Sau đó quý vị làm bánh mới. Như vậy là rất hoàn hảo. Mình thật sự không cần nhiều thứ. Khi về nhà hãy suy nghĩ về những gì quý vị thật sự cần. Bếp của tôi ngay bây giờ thật sự chỉ chừng này. Và chiếc bàn này cho tới chiếc ghế này thật sự là vậy. Chỉ cho tôi thôi. Quý vị thật sự không cần nhiều. Thật vậy. Và bên trong, ở góc phòng, tôi còn có thể treo áo quần. Vì chỗ này vuông và cao, được làm bằng gỗ, tôi đóng hai cái đinh ở hai bên góc, tôi nấu ở đó. Rồi máy giặt một cái bồn nhỏ ở đây, trên cái bồn đó nó vẫn còn một góc nhỏ cho mấy cái thùng đựng đồ. Rồi tôi đóng hai cái đinh và treo một sợi dây kẽm. Khoảng từ góc này đến góc kia vuông như vậy, và quý vị treo một sợi nhỏ ở trong xa hơn đó một chút, và một sợi ở trong góc. Như vậy nó giống hình tam giác như vậy. Rồi quý vị treo áo quần ở đó, vậy thôi. Tôi giặt ở đây, tôi treo ở đó, và tôi nấu ở đây, tất cả trong một chỗ. Tuyệt vời, tôi cảm thấy rất vui. Hãy thử đi. Quý vị có thể xây một nhà bếp nhỏ trong vườn, nấu trong thiên nhiên rất thích. Tất cả đều trong suốt. Tôi dùng miếng ni lông trong suốt này giống như kính, nhưng bằng nhựa. Acrylic hả? Là ni lông trong suốt thôi. Bên trên thì trong suốt, mọi vách tường đều trong suốt. Như vậy, mặc dù nhà bếp nhỏ, tôi không cảm thấy chật chội. Xung quanh tôi là cây cỏ. Chỉ rải một ít sỏi trên đó và đặt một miếng nhựa cứng lên trên. Rồi quý vị có thể lau chùi rất dễ. Quý vị lau chùi nhà bếp đó trong tích tắc là xong. Tôi rất vui với nhà bếp của mình. Tôi cứ nói với họ. Tôi nói, ồ, tôi rất vui với nhà bếp của tôi. Tôi vừa mới xây nhà bếp. Nhờ xây cho tôi, chỉ như vậy. Phật luôn luôn ở trong thiền định. Không phải là sau khi một người thành Phật rồi thì không ngồi thiền nữa. Họ có thiền nhưng không phải vật vã phấn đấu. Họ vẫn thiền mà không cần phải ngồi xuống thiền. Cho nên chúng ta nói rằng họ không ngồi thiền. Hiện giờ khi chúng ta thiền, chúng ta biết là mình đang thiền. Một vị Phật không biết là mình đang thiền. Họ thiền không với một sự cố gắng nào. Lão Tử nói làm mà không làm, có nghĩa là như vậy. Không phải Ngài nói chúng ta nên ngồi suốt ngày, không màng việc đời, không trị nước, không tề gia, không tắm rửa hay không giặt quần áo, ngay cả ăn uống cũng không. Cái này không phải là làm mà không làm, mà là điên. Thành thử ai mà nói là một khi thành Phật rồi thì không cần thiền nữa. Trái lại cứ cờ bạc và hát karaoke suốt ngày. Đó là trở thành ma. Như vậy là thành Phật phủ định, chứ không phải một vị Phật giống như Phật A-di-đà. Cho nên khi nào quý vị thấy ai không thiền hay không niệm Phật hiệu, thì quý vị biết người đó là vô minh. Như vậy chỉ hợp với cảnh giới A-tu-la thấp nhất, người đó bị lừa. Một vị Phật, minh sư đắc đạo, không thiền nhưng mà có thiền. Tại sao? Tại họ phải gia trì cho thế giới, phải gia trì cho đệ tử của họ. Nếu người bình thường như chúng ta gặt hái được vô số phước báo từ thiền định, thì quý vị thử tưởng tượng một vị Phật thiền sẽ ra sao? Họ không thể trốn tránh trách nhiệm. Một vị Phật xuống đây mà không thiền thì họ làm gì? Hơn nữa, họ cũng cần phải bổ sung tinh thần, sức sống cho họ nữa chứ. Chúng ta không phải cảm thấy thân thể dễ chịu, tinh thần sung sướng khi ngồi thiền hay sao? Dù chúng ta không ham muốn đẳng cấp bên trong, chúng ta vẫn được như thường. Chúng ta không thể nào chỉ ăn uống thôi mà giữ được thân thể mình khỏe mạnh. Nhiều người ăn mà thân thể họ vẫn yếu, còn chúng ta chỉ cần ngồi thiền 1-2 tiếng đồng hồ là tinh thần sảng khoái, làm việc cả ngày không biết mệt. Vì thế cho nên ngay cả một vị Phật cũng cần phải thiền để phục hồi năng lực. Ăn uống thôi không thể nào đủ dưỡng nuôi thân thể. Nếu chỉ là một người bình thường thì dù họ ăn nhiều đi nữa, họ cũng không thể nhận lãnh vô số trách nhiệm của một vị Phật. Phật ăn rất ít mà phải gánh nhiều trách nhiệm, thì làm sao họ không thiền được? Họ có thiền, nhưng không phải vất vả nhiều như chúng ta,
và không phải gắng sức nhiều như chúng ta. Phật thiền một cách rất tự nhiên, thoải mái. Bắt đầu thiền chẳng bao lâu sau là họ nhập định, và họ ở trong đại định ngay cả những lúc không thiền. Họ sống trong đại định 24 tiếng một ngày, và có thể thiền bất cứ lúc nào. Cái đó kêu bằng thiền mà không thiền. Tu hành không phải chỉ có ngồi thiền, nhưng họ vẫn ngồi thiền để làm gương cho đệ tử. Nếu không, ai cũng nghĩ rằng thành Phật rồi không cần phải ngồi thiền nữa, chỉ có hưởng thụ thú vui trần tục. Nếu vậy thì người nào cũng làm như vậy, và ai cũng có thể làm được. Nếu không cần phải thiền thì những người lười biếng cũng có thể tuyên bố là họ thành Phật rồi. Cớ đó thật là hay. Còn lâu. Hãy nhớ rằng sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, Ngài tọa thiền mỗi ngày. Vì vậy, kinh điển mới nói rằng mỗi khi Phật Thích Ca xuất định là Ngài bắt đầu khai thị cho đệ tử. Họ đâu bao giờ nói rằng Ngài khai thị cho đệ tử sau khi ra khỏi phòng tắm, hay sau khi chơi karaoke, múa hát hay cờ bạc đâu. Không bao giờ. Thành ra đọc kinh điển mà không thật sự hiểu thì sẽ có hại cho chúng ta. Sự tu hành của chúng ta sẽ bị xúc kém. Chúng ta khoác loác, ham danh, hám lợi, làm hại chính mình. Khiêm tốn là yếu tố quan trọng nhất trong việc tu hành. Cho nên sự khiêm tốn là yếu tố quan trọng nhất trong việc tu hành. Người nào khảo lòng kiên nhẫn của mình là thầy của mình. Người nào đánh đập hay la mắng mình là thầy của mình. Đang tập cho chúng ta tánh nhẫn nhục, cho mình cơ hội để mà suy ngẫm. Như vậy cũng tốt. Không đến nỗi nào, trừ phi hành động đó có tác hại tới công chúng, lúc đó mình phải cố gắng chặn lại. Nếu họ chỉ thử chúng ta thôi, thì cứ để cho họ thử tới cùng. Bài học càng khó thì càng tốt cho mình. Nung lửa thì vàng càng sáng ra. Vàng thiệt không sợ lửa. Không phải tôi chỉ có nói miệng mà tôi thực hành những gì tôi dạy. Tôi phải thực hành vì tôi là tấm gương cho quý vị noi theo. Cho nên đừng có hỏi tại sao tôi hoàn toàn không lay động khi bị người ta phỉ báng. Nếu không nhẫn nổi cái đó thì nhẫn nổi cái gì? Làm sao tôi có thể dạy người ta nhẫn nhục được? Trừ phi nó làm hại công chúng hay hại người khác thì tôi mới nghĩ cách ngăn ngừa nó. Nhưng nếu nó chỉ có hại tới tôi thôi thì không sao cả. Bây giờ quý vị biết ngã chấp là gì rồi và làm cách nào để tiêu trừ. Đừng để nó lớn mạnh, nhốt mình lại như một bức tường, rồi quý vị tưởng mình là người này, tưởng thế này là mình. Đó là cái ngã. Rồi quý vị cứ tiếp tục như vậy hoài, cứ làm y những điều sai lầm đó. Sau này càng ngày càng tệ. Nếu không có người chặn lại giùm, thì quý vị sẽ tệ hại hơn nữa. Quý vị tưởng như vậy là không sao, còn đắc ý nữa. Rốt cuộc nó trở thành thói quen cũng giống như hút thuốc, uống rượu. Dù biết nó không có tốt cho thân thể, quý vị vẫn hốc, vẫn uống, rồi trở thành ghiền nặng. Bởi vậy mà chúng ta cần phải tập tính khiêm nhường. Không nên cộng thêm vào những thói quen mà mình đã tích tụ trong nhiều kiếp, và cũng không nên để nó lớn mạnh, rồi về sau này trở thành khó sửa. Chúng ta đã có quá nhiều thói quen xấu rồi, nếu không giảm thiểu, mà lại còn cộng vào thêm đó nữa, thì làm sao chịu nổi? Dù có muốn giảm thiểu cũng không có cách nào làm được. Bao giờ giảm hết được đây? Chúng ta đã thâu vô quá nhiều. Nội tránh đừng thâu thêm vô cũng là khó lắm rồi. Nói chi tới chuyện xóa bỏ những thói quen chắc nịch, ngay cả những tập quán mà chúng ta đã thu thập qua biết bao nhiêu kiếp. Vì vậy mà chúng ta cần phải dùng lực lượng siêu thế giới này, chấn động lực của quán âm thanh để mà rửa cho lẹ. Tẩy não kiểu bình thường không có ích lợi gì. Chỉ có tu quán âm thanh mới đúng là tẩy não. Quý vị hỏi tôi làm sao tránh được cái ngã, thì tôi khuyên quý vị nên quán âm nhiều hơn. Nếu biết thì hãy ráng kiểm thảo, kềm chế chính mình. Đừng cộng thêm hay lập thành thói quen. Nếu tránh được thì ngưng lại. Nếu không biết đó là cái ngã của mình, thì chúng ta cũng chẳng làm gì được. Cái đó còn tệ hơn nữa. Chúng ta phải thiền quán âm nhiều hơn. Thiền quán âm thêm vô. Thiền quán âm thêm vô, tự động nó sẽ rửa cho mình, không còn cách nào khác. Bây giờ quý vị đã thấy pháp quán âm thật sự là vĩ đại. Thiếu nó,
Không bao giờ chúng ta có thể rửa được những thói quen đời đời kiếp kiếp của mình. Lời Pháp cam lộ. Nghiệp chướng không phải lúc nào cũng được tạo ra từ cảm giác tội lỗi, mà còn đến từ những thói quen của chúng ta nữa. Đầu óc gạt chúng ta bằng cách ấn nút tự động phát lại những phản ứng giống như cũ khi hoàn cảnh tương tự nảy sinh. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ kỹ càng. Bất cứ điều gì chúng ta cảm thấy không vừa ý hay làm những gì chúng ta không vui, điều đó cũng tệ như nạn tai và chúng ta phải vượt qua, thay vì dẫn chấp vào hay ràng buộc bởi vì thói quen của mình. Chỉ đơn giản vậy thôi. Tình cảm không thật sự cản trở sự tu hành. Nó chỉ có nghĩa là nếu quý vị có quá nhiều tình cảm, nghĩa là quý vị vẫn còn quá gần với cảnh giới Atula. Trích đoạn lời của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các buổi khai thị trên truyền hình Vô Thượng Sư và trong các bản tin.